Cô chào tất cả các em thân mến. Bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu văn bản nhân vật lý tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kỳ. Đây là một văn bản kết nối với chủ điểm. Mà chủ điểm trong bài 5 đó là khát vọng công lý. Khát vọng công lý đã được thể hiện qua hai truyện thơ nôm, truyện Lục Vân Tiên cứu kiều Việt Nga và thứ hai đó là Thúy Kiều báo ân báo oán. Trong truyện thơ nôm cũng thể hiện rõ khát vọng công lý. Vậy thì khát vọng công lý này được thể hiện ở những văn bản khác như thế nào? Thì cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay. Trước khi đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay thì các em hãy suy nghĩ một chút về cái nhan đề của văn bản. Trong nhan đề này thì có hai cụm từ mà chúng ta cần lưu ý. Một là nhân vật lý tưởng, hai là truyện cổ tích thần kỳ. Về nhân vật lý tưởng thì những nhân vật chính diện, nhân vật mà thể hiện cái tư tưởng tình cảm, thông qua nhân vật này tác giả gửi gắm cái tư tưởng tình cảm của mình thì đấy gọi là nhân vật lý tưởng. Nhân vật chính diện và thông qua nhân vật đó tác giả gửi gắm cái tư tưởng tình cảm của mình gọi đó là nhân vật lý tưởng. Truyện cổ tích thì các em biết là có truyện cổ tích sinh hoạt, truyện cổ tích đời thường, có chuyện cổ tích sinh hoạt, chuyện cổ tích thần kỳ. Đấy, chuyện cổ tích thần kỳ là trong chuyện sẽ có những lực lượng siêu nhiên, trong chuyện sẽ có những lực lượng siêu nhiên hỗ trợ thì đấy gọi là chuyện cổ tích thần kỳ, ví dụ như là Thạch Sanh. Đấy, thì đấy gọi là cổ tích thần kỳ, hoặc là các cái chuyện khác, ví dụ như là cây tre trăm đốt cũng được coi là chuyện cổ tích thần kỳ các em ạ. Hay là sọ dừa cũng được coi là chuyện cổ tích thần kỳ. Đấy là những chuyện cổ tích mà chúng ta lưu ý. Vậy thì nhân vật lý tưởng trong kết thúc chuyện cổ tích thần kỳ sẽ có số phận như thế nào? Và thông qua đó tác giả gửi gắm khát vọng công lý được thể hiện qua nhân vật đó ra sao? Thì cô và Kem sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay. Phần thứ nhất là trải nghiệm của văn bản. Những cái chữ màu xanh dương trên màn hình thì Kem sẽ ghi chép. Trong phần trải nghiệm của văn bản, chúng ta cùng tìm hiểu. Phần thứ nhất là tìm hiểu chung. Một là đọc và chú thích. Phần này các em sẽ chủ động đọc, có văn bản cũng khá là dài và ở dưới chân trang thì có một số các cái chú thích. Lưu ý khi đọc thì luôn luôn chú ý vào các cái ô theo dõi ở phía bên tay phải của cuốn sách để chúng ta sẽ tìm các cái ngữ liệu, tìm các cái thông tin để trả lời cho câu hỏi cho nó kịp thời và nó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Hai là về tác giả và tác phẩm. Tác giả gồm có hai tác giả Bùi Mạnh Nghị và Nguyễn Tấn Phát. Về tác phẩm được trích ở trong trang sách Trang Đời, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2022, thể loại là văn bản nghị luận. Thế như vậy thì trong văn bản nghị luận cũng đang đi chứng minh nhân vật lý tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kỳ cũng thể hiện cái khát vọng công lý. Chúng ta sang phần 2 là suy ngẫm và phản hồi. Trong phần này thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời các câu hỏi cụ thể như sau. Câu 1. Theo tác giả bài viết, kết thúc truyện cổ tích thần kỳ phản ánh ước mơ gì của quần chúng nhân dân? Những ước mơ ấy thường được thể hiện như thế nào qua cách kết thúc của truyện cổ tích thần kỳ? Kết thúc thường thể hiện ước mơ gì? Và ước mơ ấy thường được thể hiện qua cách kết thúc như thế nào? Câu 2. Bàn về kiểu nhân vật đội lốt người xấu xí, tác giả bài viết cho rằng đạo đức, tài năng của kiểu nhân vật đội lốt người xấu xí là động lực giúp họ khôi phục sự tương xứng hài hòa giữa cái bên trong tốt đẹp với cái bên ngoài. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Chọn một ví dụ từ một truyện cổ tích thần kỳ đã học để làm rõ quan điểm của em. Đấy. Có lẽ là truyện cổ tích thần kỳ đối với các em học sinh sẽ không còn là xa lạ nữa. Bởi vì là rất nhiều em đã được đọc, ví dụ như sọ dừa, ví dụ như cây tre trăm đốt, ví dụ như là tấm cám. À, tấm cám là truyện cổ tích sinh hoạt, tôi xin lỗi. À, tấm cám cũng trong đó cũng có những yếu tố thần kỳ đấy, ví dụ như là việc ông Mục xuất hiện đấy cũng là yếu tố thần kỳ, hay là Thạch Sanh đấy, hay là Thạch Sanh đấy là những chuyện cổ tích thần kỳ mà các em đã được học. Vậy thì trên cơ sở những chuyện cổ tích thần kỳ, và đặc biệt nhất là hãy tìm những cái chuyện mà có kiểu nhân vật đội lốt người xấu xí nhá. Ví dụ như là sọ dừa, các em chắc em vẫn còn nhớ sọ dừa phải không, đúng không? Thì đấy cũng là một kiểu nhân vật cổ tích thần kỳ mà đội lốt người xấu xí, tức là ngoại hình ban đầu rất là xấu xí. Đấy, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ ba. Cách thể hiện khát vọng công lý trong văn bản Thúy Kiều báo ân báo oán
có gì tương đồng và khác biệt so với cách thể hiện khát vọng này trong truyện cổ tích thần kỳ? Đấy là ba câu hỏi. Đây là văn bản kết nối với chủ điểm, do đó chúng ta làm nổi bật chủ điểm là chính. Làm nổi bật chủ điểm là chính, các em lưu ý nhé. Chúng ta sẽ cùng đi báo cáo và trình bày những nội dung mà các em đã trả lời. Những câu hỏi đó các thầy cô giáo cũng có thể giao về nhà cho các em chuẩn bị ở nhà. Và trên lớp thì các em chỉ là nhiệm vụ báo cáo thôi. Bởi vì cái văn bản này thông thường thì cũng chỉ được dạy tiếp thôi. Thông thường chỉ dạy tiếp. Thế mà nếu như các em không đọc bài, không chuẩn bị ở nhà, thì cái bài này học trong một tiết ở trên lớp thì sẽ rất là vội vàng. Do đó mà các em sẽ phải đọc và chuẩn bị nội dung sẵn ở nhà. Một là khát vọng công lý trong truyện cổ tích thần kỳ. Khát vọng công lý được trong truyện cổ tích thần kỳ nó được thể hiện như thế nào? Thứ nhất, được thể hiện thông qua kết thúc truyện. Khát vọng công lý trong truyện cổ tích thần kỳ được thể hiện thông qua kết thúc truyện. Nhân vật lý tưởng kết hôn lên ngôi, có thể làm vua, có thể làm hoàng hậu, sống hạnh phúc. Cảnh vật cuộc sống xung quanh cũng thay đổi tươi sáng hơn, thay đổi từ một cái hình dạng xấu xí trở nên xinh đẹp. Đấy, các em thấy hầu hết tất cả những cái kết thúc của truyện cổ tích thần kỳ, nhân vật lý tưởng đều có một cái kết thúc rất là tốt đẹp. Thạch Sanh là một người như thế, Sọ Dừa là một người như thế, phải không? Đấy, cuối cùng thì sẽ được lên lên làm vua, hoặc là Bầy Chim Thiên Nga cũng như vậy. Đấy, sau này thì họ đã trở thành những cô công chúa rất là xinh đẹp, hay là hoàng tử Bách. Em thấy rồi, những kẻ nham hiểm, tham lam, tàn bạo thì sẽ không thể thoát chết được. Đấy là kết thúc truyện cổ tích thần kỳ, là thường có những đặc điểm đó. Nhân vật lý tưởng thì sẽ được lên ngôi, sống rất hạnh phúc, kẻ tham lam thì sẽ bị chết. Và thông qua kết thúc truyện đó, tác giả dân gian phản ánh ước mơ của quần chúng nhân dân về một xã hội công bằng. Và ở đó, những nhân vật lý tưởng sẽ được đổi đời. Ở hiền thì sẽ gặp lành. Họ sẽ trải, khi mà trải qua bao sóng gió thì cuối cùng họ sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Đấy, xứng đáng với cái tấm lòng nhân hậu, với cái nhan sắc, với vẻ đẹp, với tài năng và cái tấm lòng nhân hậu của họ. Đấy là cái ước mơ của quần chúng được thể hiện thông qua kết thúc truyện. Bên cạnh đó thì những kẻ ác cuối cùng phải nhận sự trừng trị thích đáng. Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác. Đấy là ước mơ của nhân dân được thể hiện thông qua kết thúc truyện. Khát vọng công lý còn được thể hiện ở phương diện thứ hai, đó là nhân vật, xây dựng nhân vật. Nhân vật đội lốt xấu xí. Nhân vật đội lốt xấu xí ban đầu thì có một cái ngoại hình rất là kỳ dị, khác thường. Ví dụ như hoàng tử Ất, ví dụ như là Sọ Dừa. Nhưng đã vượt qua những thử thách bằng chính đạo đức và tài năng của mình để khôi phục lại sự tương ứng hài hòa giữa cái bên trong và bên ngoài. Giữa cái bên trong bên ngoài đó là gì? Tức là bên trong là một người tài năng, nhân nào hậu, đức độ hơn người, thì hình hài bên ngoài phải là người khôi ngô tuấn tú. Sọ Dừa là một người như thế. Đấy. Ban đầu ấy thì Sọ Dừa chỉ là một hình hài quái dị, lăn lông lốc như đúng một cái sọ dừa mà thôi. Thế nhưng sau khi mà lột bỏ cái vỏ bên ngoài ra thì trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhờ có đạo đức tài năng vốn có của họ mà họ đã chiến thắng được tất cả những cái thử thách mà đối phương gây ra. Và cũng nhờ có đạo đức tài năng đó mà họ đã nhận được sự tương trợ giúp đỡ thần kỳ của các lực lượng phù trợ nếu có. Đấy, các em thấy. À, các em có thể thấy là ví dụ như Sọ Dừa, như cô vừa nói, Sọ Dừa như cô vừa nói, một người mà có vẻ bề ngoài rất là xấu xí, xấu đến nỗi mà tất những cái cô công chúa nhà phú ông ấy thì không ai dám nhìn, trừ cô công chúa thứ ba, cô công chúa Út, phải không? Nhưng ẩn bên trong của hình dạng xấu xí ấy là một người rất là chăm chỉ, chăn bò từ sáng đến tối, đàn bò trở về no căng, hầu như không nghỉ ngày nào. Thứ hai lại là một người mà thổi sáo rất là hay. Đấy, không chỉ là chăm chỉ mà là thổi sáo rất là hay. Đấy chính là cái đạo đức và tài năng vốn có của nhân vật này. Bởi vậy mà cuối cùng thì đã được giúp đỡ, đó là chàng đã biến hóa và trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thông minh hơn người, để đỗ đạt thành quan. Đấy, em có thể thấy
Cô đã vừa nói về nhân vật sọ dừa trong truyện cổ tích, hay là hoàng tử Ất, hay là bảy trên thiên Nga, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những câu chuyện cổ tích thần kỳ như vậy. Chúng ta sẽ cùng đi trả lời sang các câu hỏi tiếp theo, sang phần kết nối với chủ điểm, kết nối với chủ điểm ở câu hỏi số 3. Em có thể thấy là qua các nhân vật lý tưởng thì tác giả dân gian đã thể hiện quan điểm của nhân dân về công lý, về chính nghĩa, đền ơn, oán thì phải trả, ở hiền thì gặp lành, ác giả phải báo. Thạch Sanh là một người như thế, Thạch Sanh là một người như thế, Thạch Sanh là một nhân vật lý tưởng trong truyện cổ tích thần kỳ. Và sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm thì Thạch Sanh đã được lên ngôi vua đấy, và đã xét xử mẹ con Lý Thông, ở hiền thì gặp lành. Cuối cùng thì Thạch Sanh được lên ngôi và được sống một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ con Lý Thông mặc dù là được Thạch Sanh tha bổng cho, thế nhưng mà ông trời cũng không tha cho. Cuối cùng thì trên đường về thì bị sét đánh. Có tài liệu thì cho rằng là hai mẹ con Thạch Sanh biến thành những con bọ hung đấy. Có tài liệu thì cho rằng là chết bị phanh thây, chết thành trăm mảnh mà không rõ tung tích vân vân. Tức là có rất nhiều những cái dị bản khác nhau. Tuy nhiên là dù ở dị bản nào thì mẹ con Lý Thông cũng bị trừng trị và Thạch Sanh thì được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Đấy chính là quan điểm của nhân dân về công lý chính nghĩa các em ạ. Những kẻ ác thì cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Những người sống lương thiện, làm việc tốt thì sẽ được thưởng và được trả ơn. Đấy, sẽ được thưởng và được trả ơn. Và cuối cùng sẽ được bước lên cái vị trí cao nhất với tất cả sự cao quý. Cô Tấm thì em biết là sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm thì cuối cùng cô Tấm cũng được trở về sống hạnh phúc bên bên họ vua với cương vị là hoàng hậu. Sự khác biệt trong cách thể hiện khát vọng, em có thể thấy cho sự khác biệt giữa các truyện cổ tích thần kỳ với cái truyện thơ nôm, hai cái truyện thơ nôm mà em đã học ấy, thì em có thể thấy là khác biệt ở đây đó là cái cách thức thể hiện khát vọng. Trong truyện cổ tích thần kỳ thì khát vọng công lý được thực hiện qua việc thưởng phạt do nhân vật chính quyết định. Nhân vật lý tưởng thường nhận được phần thưởng lớn nhất, còn những kẻ gây ra tội ác thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Đấy. Và đôi khi á thì cái việc thưởng phạt này lại đến từ các lực lượng thần kỳ phù trợ. Không biết là Kem đã rõ cái nội dung này chưa? Cô trao đổi lại này. Trong truyện cổ tích thần kỳ thì cái cách thức thực hiện khát vọng ấy được thể hiện qua việc thưởng hoặc phạt, và cái quyền thưởng phạt này dành cho nhân vật chính quyết định. Đấy, dành cho nhân vật chính quyết định. Bên cạnh nhân vật chính quyết định thì đôi khi việc thưởng phạt này còn đến từ các lực lượng thần kỳ phù trợ. Ví dụ như là chuyện cây tre chăm đốt ấy. Chuyện cây tre chăm đốt thì cái việc thưởng phạt là nhờ một cái lực lượng phù trợ, đó là một vị tiên đã cho anh Khoai một cái chúng ta gọi là một cái câu ứng khẩu, một câu ứng khẩu. Thế và khi mà về nhà thì phú ông có thử tài hoặc là chê bai anh Khoai, thì anh Khoai có thể tự đọc khắc nhập hay là khắc xuất. Thì khi mỗi khi mà anh ta đọc thần chú như thế, thì khi mà đọc khắc nhập thì hàng trăm đốt tre ấy sẽ biến thành một cây tre dài trăm đốt. Thế như vậy cái việc thưởng phạt này là nhờ có một cái lực lượng thần kỳ phù trợ. Thế nhưng mà hoặc là ví dụ như là trong chuyện Thạch Sanh ấy, thì từ việc thực hiện khát vọng công lý này dựa vào cả hai yếu tố, một là do nhân vật chính tự quyết định, hai là đến từ các lực lượng phụ trợ. Đó là Thạch Sanh sau khi lên ngôi thì đã xét xử Lý Thông, mẹ con Lý Thông. Như vậy thì cái quyền thưởng phạt là do nhân vật chính. Tuy nhiên là Thạch Sanh đã tha bổng cho mẹ con Lý Thông, nhưng ông trời trên đường về thì ông trời lại lại đánh xét, và hay nói đúng hơn là mẹ con Lý Thông bị xét đánh. Thì đây là lực lượng thần kỳ phụ trợ. Đấy là trong truyện cổ tích thần kỳ. Còn thì trong truyện thơ nôm, và cụ thể là trong một số truyện mà Kép đã học như là Thúy Kiều báo ân báo oán, thì nhân vật chính là Thúy Kiều.
Thúy Kiều thì cũng đã nhận thức rõ về những nỗi khổ đau áp lực bất hạnh mà mình chịu đựng được. Nên là nàng cũng là người mà thực thi công lý chính nghĩa. Tức là hay nói đúng hơn là cái việc thưởng phạt ấy, cũng là do nhân vật chính thực hiện. Đã em có thể thấy. Như vậy cách thức thể hiện khát vọng có thể là do nhân vật chính. Còn trong chuyện cổ tích thần kỳ thì bên cạnh nhân vật chính còn là do các lực lượng siêu nhiên nào đó. Còn trong chuyện thơ nôm thì chủ yếu là do nhân vật chính. Ví dụ như Thúy Kiều báo ân báo oán chính là một trong những ví dụ như vậy. Chúng ta sang phần luyện tập và vận dụng. Tìm một tác phẩm truyện cổ tích thần kỳ mà em biết. Hãy chứng minh khát vọng công lý được thể hiện qua kết thúc truyện và nhân vật. Hai là công dân của thế giới hiện đại thì em thấy khát vọng công lý còn có ý nghĩa không? Và em cần làm gì để thực hiện ấy? Câu hỏi số 2 chính là một câu hỏi mở. Em sẽ tự suy nghĩ để có thể là tìm câu trả lời sao cho phù hợp. Và chắc chắn rằng là dù trong xã hội nào thì vẫn cần khát vọng công lý. Vẫn cần có một xã hội công bằng văn minh. Vẫn cần có những con người mà ở hiền thì sẽ gặp lành. Và những kẻ ác phạm tội thì sẽ bị trừng trị. Chúng ta rất cần cái điều đó. Khát vọng công lý không phải chỉ có trong xã hội xưa mà luôn luôn là điểm mà được mọi người quan tâm và ủng hộ trong xã hội ngày nay. Đấy là ở câu hỏi số 2. Còn câu hỏi số 1, em tìm một tác phẩm truyện cổ tích thần kỳ mà em đã biết và hãy chứng minh khát vọng công lý được thể hiện qua kết thúc truyện và nhân vật. Thì phần này các em có thể lấy chuyện sọ dừa hay là chuyện thánh xanh mà cô đã phân tích từ đầu cho đến bây giờ. Cô nghĩ là chuyện thánh xanh các em cũng không có gì là xa lạ đâu, hay là chuyện cổ tích sọ dừa cũng thế thôi, cũng không là xa lạ với các em nữa. Ví dụ chuyện cổ tích sọ dừa ấy, thì kết thúc truyện là cô Út thì lại được sống đoàn tụ với chồng của mình. Thế và cũng xử hai cô chị, xử oán hay còn đúng là xử xử phạt xử tội hai cô chị. Thế nhưng cuối cùng thì nhân vật này cũng là tha bổng cho hai cô chị đấy. Đấy là một trong những cái chuyện cổ tích thần kỳ mà chúng ta có thể chứng minh được. Như vậy thì thông qua nhân vật cô Út, em Út, thông qua nhân vật sọ dừa thì tác giả đã thể hiện cái khát vọng công lý, ước mơ về một xã hội công bằng, những người hiền tài thì sẽ được đền đáp. Đấy là những nội dung rất là cơ bản trong văn bản này. Bài học của cô dừng ở đây. Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại các em.